Đây cả nhà ơi, em mới về đột ngột, em vừa là đèn pin rất là sáng nha. Đó, có dạ quang luôn, vừa là một quạt điện có hiển thị phần trăm pin và số luôn, mình bấm đó, hàng xịn nha, mẫu mới nhất, bao cả nhà tìm luôn đó, vỏ trong suốt, cực kỳ sáng luôn, ba chế độ sáng. Đây, ngoại hình của em nó đây. Đó, màu trắng. Đó, vỏ cứng cáp, cài cái này để chống nước. Mở ra là học quạt điện bao gió luôn, không tắt. Đó. Nè, xài nãy giờ 96%. Hết, mình cắm sạc. Đó, có kèm theo sạc luôn, em bán nguyên bộ là 230 bao ship, có dây đeo luôn. Dây đeo ở đây. Đó, còn cái này nút đèn đóng vô thì mở đèn được. Hai trăm ba là bao ship luôn nha, quá rẻ luôn. Đó, mở ra nè, mẫu này là mẫu mới nhất luôn, bao cả nhà tìm luôn. Bốn tia lửa điện nha, 95% nè, vỏ là vỏ trong suốt, cầm nắm trong lòng bàn tay nha, kèm theo sợi dây cáp nha. Đó, đèn pin nè, sáng nhất nè, sáng nhì nè, chớp nè. Đó, còn mở ra là hộp quạt điện, nó có chip an toàn nha, mở ra hộp quạt điện thì không thể mở có đèn pin luôn. Đó, mở đèn mở hộp quạt điện thì không phải mở đèn và ngược lại. Ấn nút là bật ra nha. Rồi, em xin mời cả nhà nha.